cái thằng đấy nó dặn là phải đóng cẩn thận, không ghi hình cho nó đi nhá. Đây có cán bộ đơn vị vận chuyển đến này, bên vận chuyển đến này đóng ghi hình cho thực tế đây nhá. Đây lót xuống nữa đi, còn lấy đùa được, nó chưa xuống khe đâu. Không, cái này nó không phải của nó đâu. Bạn nhìn kỹ nhé, bên đúng y như là hôm qua giới thiệu bạn đây này. Đây, cho thêm cái dây này cáp nha, ổ Santa đây. Bên này nó cũ mà bán cho nó dài quá nhỉ? Không dài đâu, chú cứ quấn quấn máy tính vào. Không chú quấn máy tính vào, chú quấn nhiều không dính vào. Ừ. Cái này còn thỏ ấy. Tí nữa về cháu lấy thêm giấy chống sốc cho bọc rồi. Ừ. Đấy, chú. Tí về cháu lại bọc giấy chống sốc cho chứ không... Này quấn cái là xong rồi. Chú cứ bọc vuông vắn vào, tí nữa về cháu lại lấy thêm giấy chống sốc cho bọc rồi. Cái đồ này nó là cái đồ linh kiện, nó phải bọc nó này. Cái này chống nước thôi, còn vỡ kia thì không vỡ được. Nó có như thủy tinh đâu mà vỡ được đúng không? Đấy, nếu mà mình không có chút đệm, không có các thứ vào nó biết đùa đâu. Ừ. Em giữ cho bố chằn cho kỹ vào đấy. Làm sao được, tí về cháu phải lại lấy thêm, nó bọc thêm. Ừ. Học cái giấy của cái đơn vị cửa hàng hả? Phải giấy, nó có cái xốp ấy, cái mút xốp ấy. Xốp, bây giờ chú để họ trong hoác cái kia là nhìn thấy hàng. Được. Những góc cạnh này này thế. Góc ấy hả? Cứ làm từ từ thôi. Đặt lên, đặt lên. Tiếc đâu, bọc nhiều vào. Cái này bao tiền, cái bằng dính đá bao nhiêu? Đâu, là phải dính vào đã xong mình quấn chứ. Dính các góc vào. Cái đồ này nó là đồ kiện, mình cứ làm cho nó chắc. Quần áo thì đơn giản không. Đấy, chú quay một vòng dọc không kiểu kia. Rồi chú quay chú. Nói chung là cứ cuốn các đường nó khắc kín. Cái này chú cân chưa? Chú tính tất cả nó là bao nhiêu chưa? Chú lên là bao nhiêu đơn, bao nhiêu cân chưa? Cân dọc cái mên thôi. Ôi, chú phải báo, chú phải cân cả, nhưng làm sao chú phải cân cả tất cả. À, đấy là tính dự trù cái này rồi. Rồi xong nó tính là sẽ đấy rồi. Tính dự trù thêm. Không, nếu mà về mà nó cân thừa là nó lại chuyển lại cho chú ấy. Thế á? À. Thừa nhiều ấy, không thừa ít, không đáng kể, không nói. Chú có thừa tầm nửa cân là hình như là nửa cân rồi đi là nó không nhận. Thì ra nó không. À, không thừa không đáng kể thì nó không tính. Không nó bị phạt đấy, bà bọn cháu vào giao là bị phạt đấy. Ừ. Tức là lên đơn, ví dụ đơn chú lên 3 cân mà nó thành 4 cân là không được. Là không được đúng không? Chắc là nó trong phạm vi bao nhiêu thôi. Ừ. Nó chắc xỉ thôi. Cho nên là mình phải ấy chuẩn. Vài lạng không sao nhưng mà nhiều quá là phạt. Thì thực ra là chú phạt phải... là phạt người bọn cháu nhận đơn là đơn nó không nhận nữa. Và mà nó cân sai số mà đủ mức phạt là nó thôi nó không nhận nữa. Thì là lại phải quay đầu. Thực ra là chú không phải là buôn bán. Thôi được rồi, cháu biết rồi, cái này. Thế cho nên là
là mình chưa có kinh nghiệm. Cái này bán qua Shopee hay là bán qua ấy? Shopee. Ừ. Thế là quên đấy. Tuyên thông phù gói đừng, đừng, gì đừng là cho mình... bạn này thôi. Lấy cái bút đi em. Em lấy cái bút để em ghi mã bán đơn mình đã không tí không biết bao nhiêu là về nó mất bao nhiêu hết. Đây, in đây rồi mà. À in rồi gì? À có in rồi. Vâng, nó in cái này mà. Vâng, nó in đơn. Nó bắt in đơn. Thế chú cứ bọc kỹ vào đi, không là đã có nó in sẵn này rồi, tí về lại không tháo ra được. Xong rồi dán vào à. Có mẹ mày lấy 100 ra trả chú kia đi tiền đấy, tiền tiền mua sắt. Bạn không chịu nữa. Dương lấy chục triệu tiền tiền này nó bắt đầu làm mà làm từ hôm 8 mà đầu hôm nay mình làm đây tí đây không cần bọc lại nữa đây, đây à cho bạn đây một đường 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 vòng quanh lên vòng quanh đấy mấy đường vòng quanh đấy để lấy cái gì bó cái đồ tính tôi hiện từ quần áo thì chẳng cần đấy cắt đi con cắt cái này đi. Cắn một tà thôi, để bút cho nó gọn. Một tà bút. Lấy 100 xả. Cảm ơn nhá. Rồi tôi về đây. Chim bỏ vào đấy. Lúc nào vừa hết. Cứ lấy đi. Còn cái dán vào đây nhé. Dán gì? Thôi được mang về cho dán được. Thế thế bằng dính rồi gì? Ừ. Để mang về rồi đấy thôi ra. Đây cháu ký vào đây của chú ấy. Là nhận chuyển. Đấy, chú đi. Ủa chú lên đơn là mấy cân? Quỷ gì? Ủa đây có 900 gram rồi, nặng này không biết là... Xem lấy cái cân ra đây thử xem. Có 900 gram thôi. Cân mút lửa lại cái khả năng sẽ không hoa rồi từ 2 năm rưỡi không chắc không hoa cho biết lại rồi cho hỏi không chắc không hoa tầm đấy chắc rồi cái sốt thì nó không nặng lắm nhưng mà cái giấy là gì cái giấy nhé cái bìa không không bỏ bì bọc thì không tốt nhé. Này tiết đâu, cắt cái này đi. Vất cái ấy thì cái cục dính hết rồi, vất đi, vất cái tròn tròn ở tay đi. Điện sang chút rồi không? Ôi Hương ơi, Hương ơi, cái đôi anh điều phối cho anh này ở Shopee đấy. Cái lượng của nó là 900g nhưng mà thực tế cân là nó cân mốt đổ lạng thôi thì có ảnh hưởng gì không? Ừ. Thế là được cái gì? Ừ, thế thì anh cứ phải hỏi lại, thì Shopee là nó quy định là lệch là nó phạt đúng không? À mình ừ. Lấy để hả?
Ừ, được hả? Ừ, đúng rồi, túi. Thế thì, ừ, thế thì tốt. Đoán là tầm 5 lạng thôi. Vì là chú cũng chưa có kinh nghiệm cái đấy, lần sau mà ấy bán cái gì mà mình phải bán gì mấy ừ, dự trù gói cái gì là mình phải cân đủ đấy luôn đúng không? Không, đấy là kho Shopee.